Đời sống thú vị xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn là nếu như ai mà thiết kế cái hệ thống lạnh hoặc là chúng ta phải lắp cái máy lạnh về tủ lạnh thì nó không có vấn đề bởi vì nó cố định rồi. Thế nhưng hôm nay tôi muốn nói là thiết kế mới là tất cả những cái loại gọi là về hệ thống lạnh thì cái dàn lạnh nó như thế nào. Chẳng hạn như là các bạn lắp cái máy lạnh nhé, từ cái chỗ từ cáp phun mà về đến đầu hồi sát lốc gọi là dàn lạnh. Thì nếu như mà cái cự ly của chúng ta nó xa đấy, từ lốc từ dàn nóng đấy, cho tới dàn lạnh nó xa, cái ống đi và ống về của cái máy lạnh ấy, thì chúng ta được tính là cái dàn lạnh. Vậy thì bây giờ nó quá dài thì chúng ta phải làm thế nào? Thì đây là theo kinh nghiệm của tôi, bởi vì tính là cái thể tích của dàn lạnh là từ cáp cho tới sát lốc là thể tích của dàn lạnh. Nếu như mà nó quá dài đấy, bình thường nó khoảng 3m đến 5m là cùng thôi đấy, nhưng mà nó hơn thế nữa đấy, thì chúng ta phải làm thế nào? Thì theo như tôi sẽ là nếu nó dài quá chúng ta sẽ rút ngắn, tức là cho cái dàn lạnh nó nhỏ đi, chẳng hạn như là nó lốc là 2 ngựa rưỡi mà nó quá xa đấy, thì chúng ta sẽ cho khoảng cái dàn lạnh đấy, khoảng 2 ngựa đấy, nếu như mà nó dài vừa vừa, còn quá dài nữa đấy, chúng ta chỉ dùng dàn lạnh 1 ngựa rưỡi thôi đấy. Cũng như cái máy như thế này đây đó. Đây cái máy tôi thiết kế thế này, đây là cái ống về này đó. Ống về nó là ống 19 đấy, nó như thế này, nó dài đó, dài từ trong kia ra đây đó. Thì chúng ta được tính là từ đây mà ra đến đầu cáp phun, ra đến đầu cáp phun đây, về đến đầu cáp phun thì chúng ta được tính là dàn lạnh. Thế nếu như cái ống về mà nó lớn mà nó dài, tức là cự ly từ lốc ra đến dàn lạnh đấy, nó dài, thì chúng ta sẽ làm cái dàn lạnh ngắn lại, chẳng hạn như là ở trong kia đấy, cái dàn lạnh nó nằm ở trong kia. Thì như cái 2 ngựa rưỡi này, tôi đi 2 khoanh ống 10 cộng với cái đầu đường hồi này nữa thì nó là thành ra là 3 khoanh đấy, 3 khoanh ống 10 cho cái lốc 2 ngựa rưỡi. Thì vấn đề là tại sao mà chúng ta phải làm như vậy, là bởi vì nếu như chúng ta vẫn giữ cái dàn lạnh nó lớn, đủ lớn bằng công suất của cái lốc, mà cái đường dẫn đi và về nó dài, dẫn đến là khi chúng ta lắp vào thì cái hơi lạnh mà từ cái dàn lạnh nó về đến lốc chậm, mà những cái lốc lớn á chỉ chậm một vài phút thôi, không kịp là nó sẽ quá nóng và dễ cháy lốc đấy, rất nhanh, bởi vì càng lốc lớn thì cái độ nóng nó càng nhẹ càng nhiều, bởi vì dòng lớn mà, nên chỉ chậm một chút thôi là có thể làm cháy lốc. Thế nên là khi mà chúng ta lắp cái độ dài từ dàn nóng mà vào đến dàn lạnh nó dài quá đấy, thì chúng ta sẽ giảm bớt cái dàn lạnh đi đó, như lúc trước tôi nói đấy, giảm bớt đi đó, thì khi mà như thế thì nó sẽ về cái hơi lạnh nó sẽ đủ để về làm mát lốc kịp thời. Đấy là những cái mà nó rất đơn giản như thế thôi. Chẳng hạn như thiết kế những cái loại hệ thống lạnh mới cũng vậy, chúng ta cũng chú ý cái điều đó là được. Thì đấy, liên quan đến như thế thì những cái tủ lạnh cũng vậy, nếu như chúng ta lắp lốc mà nó sai công suất, nó không lạnh được về đến đầu hồi, dẫn đến là nó kém làm mát lốc và nhanh hư lốc, nhanh cháy lốc, thì đấy là những cái mà các bạn cần chú ý khi thiết kế cái hệ thống làm lạnh. Rồi cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.